Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Đề nghị thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo tổ chức đảng. Vẫn còn tình trạng cán bộ thanh tra nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công vụ. Đã có kết luận thanh tra việc mua kit xét nghiệm COVID-19 ở Bộ Y tế, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khai trừ đảng 4 cựu cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Và sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Đề nghị thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo tổ chức đảng. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại và nguy cơ thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Văn Vĩnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm Huỳnh Văn Tới, Đặng Thị Kim Nguyên, Trần Minh Phúc, Nguyễn Quốc Hùng, các ông bà Phan Huy Anh Vũ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số lãnh đạo Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Công nghiệp Đồng Nai. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Vĩnh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các ông Quách Văn Đức, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa, Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa, Phan Thành Vĩnh Toàn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, Đỗ Tấn Điểm, nguyên Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Công nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông bà Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại một số tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân các tỉnh trên đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định còn để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đầu tư công,
trong quản lý sử dụng đất đối với một số dự án. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trên và một số tổ chức đảng, đảng viên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, năm 2021 đến năm 2026 và các ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, năm 2021 đến năm 2026 và các ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngô Gia Tự, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Lê Đoài, Tỉnh Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Văn Hưng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, Phạm Thành Trung, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định. Khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 và các ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. Cảnh cáo các ông Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Lương Ngọc Trương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Thanh Hóa, Khương Thành Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định, Nguyễn Hồng Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ tổ chức, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông bà Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông bà Nguyễn Bá Hùng, Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, cho ý kiến về đề án quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và quyết định một số nội dung quan trọng khác.